Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên lượng du khách đến với Bình Thuận dịp Tết dương lịch này giảm hơn so với các kỳ nghỉ lễ trước. Đến tham quan du lịch, khám phá và trải nghiệm, du khách cũng luôn quan tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phản ánh của phóng viên trong sáng nay tại một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cứ mỗi khi tới dịp lễ Tết, chị Hà Phương Anh cùng chồng và con nhỏ lại tranh thủ về quê ở Hàm Thuận Nam và du lịch trải nghiệm. Kỳ nghỉ Tết dương lịch này cũng vậy, sắp xếp thời gian công việc, chị về thăm gia đình và tới khu du lịch cộng đồng biển Đồ Dương, Phan Thiết để hưởng không khí mát lành và ngắm cảnh quan thiên nhiên. Chị cũng luôn chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và gia đình. Không khí ở đây thì nói chung là trong lành, sạch sẽ, thoáng mát. Nói chung là tốt cho sức khỏe của mọi người. Thì đặc biệt đấy là mọi năm ấy thì gia đình là lúc năm nào cũng dành những kỳ nghỉ lễ để về đây du lịch. Trong thời điểm mà dịch bệnh đang còn phức tạp thì nói chung là gia đình cũng không có phải là lo lắng lắm, thì cứ tuân thủ theo quy định của nhà nước là thực hiện 5K, khẩu trang đầy đủ và mang theo xịt khuẩn. Nếu như mà mình cảm thấy là không được yên tâm thì mình có thể xịt sát khuẩn ở mọi nơi mọi lúc, tránh tiếp xúc với lại nhiều người xung quanh. Dù không đông đúc như mọi năm, nhưng khi đến với khu du lịch cộng đồng Đồ Dương, Phan Thiết, không ít du khách, trong đó có nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú, review và chụp hình để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Mỗi năm thì em vẫn đi xuống đây bình thường rất là nhiều, nhưng mà do năm nay là tình hình dịch, với lại cũng mình nên hạn chế, mình nên tuân thủ theo 5K, rồi nên xịt khuẩn, khẩu trang đầy đủ. Còn tại khu di tích tháp Bô Sa Nư, du khách ở một số tỉnh thành phía Nam cũng tìm đến đây để trải nghiệm và tìm hiểu về nét đặc trưng của văn hóa Chăm. Đây là một điểm đến mà nhiều người không thể bỏ qua khi đến du lịch tại thành phố biển Phan Thiết. Em thì thích văn hóa Chăm Pa đó giờ rồi, nên thường những nơi nào mà có những cái di tích còn lại của Chăm Pa thì em sẽ tới để tham quan. Thoải mái, nhất không cần phải chen chúc, nó yên tĩnh. Mình sẽ quan sát được những cái mà đẹp, vẻ đẹp vốn dĩ của nó. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi đã tạo nét đặc trưng của vùng đất du lịch Phan Thiết, Bình Thuận. Cảnh quan thiên nhiên đẹp cộng với lòng hiếu khách của người dân vùng biển khiến du khách khó có thể quên khi đã đặt chân tới đây. Sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động du lịch để phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm này, thị xã La Di dần mở cửa đón du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Theo ghi nhận, dịp Tết dương lịch này, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh chọn khu du lịch cộng đồng Cam Bình là nơi dừng chân nghỉ dưỡng. Mặc dù vui chơi giải trí, nhưng hầu hết du khách đều thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như cộng đồng. Sau khi thư giãn, tắm biển, du khách tiếp tục vào chợ hải sản, lựa chọn những loại hải sản tươi sống theo ý thích để chế biến ngay tại chỗ và thưởng thức ngay sát mé biển. Mình chọn cái chỗ Cam Bình này là vì là có những cái hải sản, thì mình chọn cái chỗ này làm nghỉ dưỡng, thì mình cũng bảo vệ cho mình là cũng khẩu trang đầy đủ và tất cả các thứ, xịt khuẩn rồi cũng vậy. Để thực hiện tốt công tác phục vụ du khách tham quan vui chơi giải trí tại các bãi biển dịp Tết dương lịch, Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di đã tập trung chỉnh trang các khu điểm du lịch, phối hợp với các cơ quan chức năng thị xã, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra các loài cưng, đảm bảo việc mua đúng bán đủ, kiên quyết xử lý các trường hợp tranh giành chèo kéo du khách, sắp xếp trật tự khu vực mua bán nhỏ lẻ, đảm bảo công tác an ninh trật tự, lực lượng quan sát tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trên biển, cũng như nhắc nhở các chủ kinh doanh dịch vụ du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cái thời gian vừa qua, tình hình COVID diễn ra rất phức tạp tại điểm du lịch, thì ban quản lý luôn tuyên truyền trên loa phóng thanh về các tác hại và cái chủ trương để cho bà con và du khách ở điểm du lịch biết được để có cách phòng chống, đề phòng, làm việc với tất cả các quán. Là đề nghị các quán thực hiện tốt cái 5K để phòng chống dịch. Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh, việc đón du khách trở lại nghỉ dưỡng trong dịp Tết dương lịch này sẽ giúp cho ngành công nghiệp không khói của La Di sôi động trở lại, góp phần phục hồi và phát triển hơn, nhất là dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.